Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là trade và swap trên sàn PancakeSwap. Thì sàn PancakeSwap là một cái sàn giao dịch DEX thôi nha các bạn, sàn giao dịch DEX. Thì nói đến sàn DEX thì chúng ta chỉ cần connect với cái ví cá nhân của chúng ta thì chúng ta có thể là swap được rồi. Thì sàn PancakeSwap là một cái sàn được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain và nó được sử dụng để dành cho swap và trade những cái token chạy trên nền tảng Binance Smart Chain và mở thanh khoản nha các bạn. Thì cũng như các sàn desk swap khác thôi, thì sàn PancakeSwap này thì để kiểm tra những con token mà mình thấy nhiều bạn là tham gia drop mà token về mà các bạn không biết trade ở đâu, thì các bạn có thể là lên sàn PancakeSwap. Thì về việc chết contract trên sàn PancakeSwap thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi. Mình cũng đã có video hướng dẫn rồi, các bạn có thể xem lại cái cách chết là những có những token đang có trên ví của các bạn, thì các bạn có thể là vào phần danh sách phát các bạn xem lại những cái video cách chết contract nhé. Thì về việc chết contract, các bạn muốn chết contract thì các bạn vào BSC scan của các bạn thôi, sau đó các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây thôi, rồi các bạn bấm tìm kiếm đấy. Sau đó các bạn nhấn vào cái mục đây này, thì đây là những cái con token đang có trên ví của các bạn này, hoặc là các bạn nhấn vào đây này. Đấy. Thì nó sẽ ở trong đây là những con token đang có trên ví Binance Smart Chain của các bạn thôi, ở mạng lưới Binance Smart Chain nhé. Vì để lấy contract của nó thì khi mà ở đây mình ví dụ là cái con ở đây mình sẽ lấy ví dụ là cái con này vừa về đây. Mình sẽ lấy cái ví dụ là con Rocket này này, con Rocket gì này. Thì trước đây thì bạn nào thì về cái việc mà add cái con token ở trên ví của các bạn ấy, việc add token trên ví của các bạn ấy, mà nhiều bạn là hỏi nói là sao add contract vào nó không hiện. Thì trước đây mình cũng đã có nhiều video mình hướng dẫn cho các bạn là cách add contract rồi. Thì nếu mà ví dụ như thế này đi, ví dụ mà như thế này đi, nếu mà contract không về, nếu mà các bạn add contract vào không hiện ấy, thì các bạn copy lại contract của nó này. Ví dụ mình sẽ copy lại contract của con token ở Rocket này này. Thì trên với trade wallet của các bạn, khi mà các bạn nhấn vào các bạn nó không hiện ấy, đây này, đây nó sẽ không hiện ra token nhé. Thì các bạn nhấn vào chữ là tự thêm đồng tiền mã hóa này đấy. Sau đó ở mạng lưới thì cái con token của bạn add là nó chạy mạng lưới nào thì các bạn chọn lại mạng lưới đó thôi. Thì con Rocket này là mạng Binance Smart Chain thì mình sẽ chọn là mạng Binance Smart Chain. Địa chỉ hợp đồng có nghĩa là contract của con token đó, các bạn dán cái contract của con token đó vào đây nhé. Nếu mà nó không hiện tên thì các bạn quay trở lại với cái BSC scan của con token đó đấy, các bạn nhấn vào con token đó thôi thì nó sẽ hiện ở đây thôi, đây là contract của nó này và DCMA của nó nhá, và tên của nó đây. Thì tên của nó thì đây token Rocket V2 đây, thì ở phần tên này thì các bạn điền lại là tên Rocket, Rocket này year ILD V2 V2 này đấy, cái hiệu của nó là Rocket V2 đây, cái hiệu của nó là đây đây nhá, cái hiệu của nó là đây Rocket V2, các bạn điền lại thôi Rocket V2 đấy. Còn số thập văn thì là decimal nhá, tiếng Anh số thập văn là decimal nhá các bạn. Decimal có nghĩa là số thập văn, dịch ra tiếng Việt là thập văn. Thì số thập văn của nó là 18 nhá, các bạn điền lại số 18 thôi đấy. Sau đó các bạn ấn vào nút close đấy, nó hiện ra cho các bạn thôi. Đây thì con này nó vừa trả cho ông ta, thì bạn nào mà không nhận được thì sẽ không nằm được trong 5.000 địa chỉ ví nhận được nhé. Thì cái dự án Rocket mà trước đây mình có giới thiệu cho các bạn thì trước đây mình nhận là con mình giới thiệu cho các bạn là nhận 30 token Rocket, nhưng mà hiện tại thì nó đã chuyển sang cái contract mới các bạn, cho nên là tổng cung nó tăng lên và nó đã trả cho ông ta nhiều hơn rồi nhé. Thì bạn nào các bạn có thể là check lại trên BSC scan, sau đó các bạn add vào thôi. Bạn chết vào là các bạn nhận được bao nhiêu. Đây, hồi nãy nó trả cho mình là 308 triệu này. Đây, như trên màn ảnh thì mình cũng nhận được là 308 triệu 700 mấy ấy nhá. Thì hiện tại thì cái con này nó cũng đã list trên sàn PancakeSwap. Thì để biết được nó đã list trên nó đã có giá chưa thì các bạn chỉ cần là nhấn vào cái tên của con token đó thôi. Thế này. Các bạn nhấn vào tên token nữa thôi, hoặc là các bạn nhấn vào đây này đấy,
Các bạn muốn tìm kiếm con token nào trên ví của các bạn thì các bạn có thể nhấn vào đây này. Đấy, các bạn nhấn vào chỗ tìm kiếm này, các bạn search con token đó ra thôi. Ví dụ Rocket đi. Xong các bạn đang ấn vào nút Enter, ok nó sẽ nhảy ra con Rocket gì này thôi. Các bạn nhấn vào. Vậy thì các bạn sẽ thấy được cái contract của con token đó thôi, tổng cộng của nó là 1 triệu tỷ nè các bạn. Thì các bạn copy lại contract của nó thôi, sau đó các bạn quay trở lại với sàn PancakeSwap. Đấy. Thì về việc cái sàn PancakeSwap thì các bạn connect ví của các bạn vào thôi. Sàn DEX mà, sàn DEX thì chúng ta chỉ cần connect ví là chúng ta swap được rồi. Ok, thì sau khi connect xong thì các bạn nhấn vào đây. Các bạn dán contract của con token đó vào đây. Các bạn kiểm tra nhé. Bạn đợi một tí, cái sàn PancakeSwap hiện tại thì nó hơi lắc các bạn ạ. Hơi lắc, nó chưa load được rồi các bạn. Ok, load được rồi nè. Ok, thì các bạn dán contract của nó vào đây thôi thì nó sẽ hiện ra nhá. Nó sẽ hiện ra là con Rocket V2 này, thì các bạn ấn nút inbox. Đấy, sau đó các bạn tích vào đồng ý với con token này, sau đó các bạn ấn nút inbox. Ok, là xong thôi. Nhá. Thì nó sẽ hiện ra cái số dư của các bạn ở đây. Nó chưa hiện các bạn, nó hơi lắc các bạn. Đây nó hiện rồi nè. Thì các bạn muốn swap những con token đó sang con nào thì các bạn điền lại đây thôi. Thì các bạn chọn lại con token dưới đây thôi nhé. Hiện tại cái sàn nó bị lắc cho nên là nó không hiện giá các bạn. Dùng trên máy tính hay là cái sàn bạn kia dùng trên máy tính nó hay bị lắc lắm, còn dùng trên điện thoại thì mình thấy nó mượt hơn là trên máy tính. Ok, thì hiện tại là con này là khoảng 3 đô này nhé, và price inbox là nó hiện vào đây là chúng ta là thanh khoản của nó là đã mở mát rồi, cho nên chúng ta có thể là trade nhé. Còn về việc trade mà nếu mà nó hiện ra như cái dòng này nè, mình ví dụ cái con này đi, những cái con nào mà cái price inbox này mà nó hiện 99 như thế này này là chúng ta không thể trade được nhé. Có nghĩa là thanh khoản của nó là đã rút hết thanh khoản rồi nhé, có nghĩa là con token này scam nhé. Còn về việc mà các bạn mà ví dụ là các bạn như thế này đây, các bạn swap được như thế này đây, sau đó các bạn confirm swap mà nó hiện ra cái lỗi như thế này này, đấy có nghĩa là cái contract này nó đã là scam. Swap không được, nó không thể scam. Có nghĩa là con token này lừa đảo, scam là chúng ta không thể swap được. Còn về việc tăng slip, nếu mà nó hiện ra các bạn confirm mà nó vẫn hiện ra cái số màu đỏ này thì do cái slip của bạn quá thấp. Slip của thì để tính slip thì các bạn nhấn vào cái phần dấu ba gạch ở chỗ đồng hồ này, chỗ lịch sử chỗ đồng hồ này thì các bạn nhấn vào này. Đấy. Các bạn muốn tăng slip lên bao nhiêu thì các bạn ghi vào bằng đây nhá. Thì trên các sàn giao dịch DEX thì slip của tất cả trên các sàn DEX thì slip tối đa đó là 49 nha. Nếu mà các bạn tăng lên 49 thì sau khi các bạn tăng lên 49% slip này, slip bay này đây sẽ hiện ở đây sau khi các bạn tăng lên. Và các bạn swap. Nếu mà tăng lên 49 mà các bạn vẫn không swap được, có nghĩa là con token đó scam hoàn toàn nha. Có nghĩa là thanh khoản của nó đã bị rút hết rồi. Đó là con token scam. Thì các bạn cứ tăng từ từ lên thôi. Cứ tăng nếu mà 0,5 không được này, các bạn chọn 0,5 swap không được thì các bạn chọn lên 1%. 1% thì các bạn có thể là lên 5%, nếu 5% không được nữa là thì các bạn chọn thử các bạn tăng lên thử 49. Thử 49. Thì 49 là slip là mát rồi nha các bạn, tăng lên 49 thử. Nếu mà 49 mà các bạn không swap được nữa thì coi như là con token đã scam nhá. Thì các bạn tăng từ từ lên. Thì về cái việc là tăng slip thì nó sẽ thì các bạn lỗ thôi. Slip càng cao thì các bạn trade các bạn nhận lại token càng lỗ thôi nhá. Thì nó nói chung là nó trừ là gần 50% mà chúng ta đã mà cái số lượng mà chúng ta đã swap sang ấy nhá. Các bạn hiểu không? Đơn giản thôi. Slip này. Muốn chỉnh slip thì các bạn vào đây các bạn chỉnh slip, các bạn điền muốn slip bao nhiêu. Max slip là 49 đấy. Các bạn cứ tăng từ từ lên thôi. Ok, thì về việc với lại là cái con mình thông tin cho anh em luôn là trước đây thì chúng ta là có sử dụng là có là con USDS. Thì hiện tại thì con USDS nó cũng đã trả về quỹ chúng ta, các bạn có thể kiểm tra rồi nhé. USDS đây. Thì con USDS thì hôm trước nó đã trả cho mình chỉ có 80 thôi nha các bạn. Hôm trước này mình cho các bạn xem này. Hôm trước nó trả cho mình chỉ có là 80 thôi. Đây này.
Hôm trước nó trả chỉ cho mình có 80 thôi, nhưng mà cái hôm qua nó trả đánh ra để trả thêm cho mình nữa là 4.940 nhá. Thì hiện tại thì còn USDS này, các bạn có thể kiểm tra lại trên ví của các bạn, kiểm tra trên BSC scan nhá. Các bạn cứ nhấn vào cái dòng này này, nhấn vào cái ô này này, là đây là những con token đang có trên ví của các bạn thôi. Muốn biết được contract của con token nào thì các bạn vào nhấn vào đó các bạn xem thôi. Thì hiện tại thì con USDS này nó cũng đã list trên sàn PancakeSwap rồi nha các bạn. Thì với giá hiện tại lúc trước thì nó vừa list đấy, thì giá rất là cao. Đây là trang chủ của nó này, contract của nó này, các bạn copy lại này, qua PancakeSwap các bạn dán vào đây thôi. Đấy, nó sẽ hiện ra thôi nhá. Các bạn ấn nút import thì nó sẽ hiện ra thôi. Thì hiện tại giá của nó là 0,01 này, nhưng mà lúc lúc đầu list là giá 1 đô. Thì đây là một cái nó đang cái dự án này đang hướng tới stablecoin. Thì bạn nào mà đang hold thì có thể hold, thì mình hy vọng là nó sẽ giá của nó sẽ lên lại 1 đô nha các bạn. Thì khoảng 0,5 đô, mình hy vọng nó lên 0,5 đô được rồi nhá. Thì với giá hiện tại của mình thì 5.200 tương đương là 51 đô này, mà mình không có bán, mình không có bán nhé, mình hold nhé. Mình hold thì theo ấy thì các bạn có thể là giữ đến tháng 9 đến tháng 3 năm sau thì các bạn có thể bán được, các bạn có thể là kiểm tra lại nhé. Trường trường hợp mà các bạn chỉnh mà chỉnh slip cao quá ấy, thì các bạn nhớ chỉnh về lại 0,5 nha. Để mất công là các bạn lỡ là để 49 là các bạn coi như là swap, các bạn swap là các bạn lỗ ấy, các bạn nhớ chỉnh lại về 0,5 nhá. Thì về cái việc chỉnh slip là chỉ để dành cho những cái coin rác thôi nhé các bạn. Về việc chỉnh slip là dành cho những cái coin rác, những cái coin mà 1.000 tỷ tổng cung á, tổng cung là 10.000 tỷ là mấy triệu tỷ á, chỉ dành cho những cái con rác đó thôi. Những con rác nó mới yêu cầu chúng ta là chỉnh slip cao mới swap được thôi nhé. Còn những token bình thường, những con token nền tảng thì các bạn giữ là 0,5% nhé, để tránh lỗ nhé, để tránh các bạn swap ra USD các bạn lỗ nhé. Ok, thì các bạn cứ kiểm tra đi, thì các bạn cứ vào BSC scan đấy. Thì trên điện thoại thì các bạn vào tương tự thôi, các bạn vào trình duyệt này, sau đó các bạn vào bscscan.com thôi đấy. Sau đó các bạn copy cái địa chỉ ví BNB của các bạn lại thôi, các bạn dán vào, các bạn tìm kiếm thôi đây này, dán vào đây. Ok, sau đó các bạn tìm kiếm này đấy, sau đó các bạn nhấn vào cái dòng này này là và các bạn kiểm tra được trên ví của bạn. Còn ở dưới phần này là các bạn có thể là kiểm tra nhanh, để kiểm tra nhanh là những con token nào đang về thì các bạn có thể vào đây này, thì những con token nào đang về thì nó sẽ hiện đây thôi đấy nhá. Còn các bạn muốn kiểm tra hết luôn á thì các bạn nhấn vào dấu vuông vuông này này, thì đây là những con token đang có trên ví của các bạn nhá. Muốn biết contract của con token đó thì các bạn copy lại con, các bạn nhấn vào con token đó thôi. Các bạn ví dụ mình ở đây đây, con bond đây đây đây, các bạn nhấn vào đấy, sau đó nó sẽ hiện ra giao diện như thế này nhé. Thì đây là cái ký hiệu của tên góp tên này nhé, còn cái tên của nó là tên là bond bond daily token đấy. Đây là cái contract của nó và decimal số thập phân của nó là đây nhé, đơn giản thôi. Ok, thì cũng tương tự như thôi, thì ví dụ là thì trước khi swap nha các bạn, nhiều bạn là chơi con rác á, chơi các tấm cành rác á, mà ví dụ cái con này con UTK đi, ví dụ các bạn muốn là sao cái giao dịch của nó như này nè, cái giá của nó rất là thấp mà các bạn đừng có swap các bạn lỗ thôi nhá. Các bạn tính khi nào mà các bạn lời á thì các bạn hãy swap dành cho những bạn chơi con rác thôi nhá. Ok, thì về à, còn về cái con DRE, thì cái con DRE thì hôm bữa nó cũng trả cho mình rồi, thì mình cũng đã có thông báo rồi, mình có thông báo trên kênh Telegram nhé. Mình trên kênh YouTube thì mình rất ít khi là mình thông báo trên cộng đồng lắm, mình chỉ thông báo trên Telegram thôi nhé. Các bạn có thể join vào kênh Telegram, các bạn đợi thông tin nhé. Thì những con nào nó đang trả trên đây thì mình sẽ thông báo trên đây cho anh em thôi, và kèm với contract của con token đó. Thì cái con USDS này này mình giới thiệu sơ qua đó là thì nó hiện tại đang hướng đến là một stablecoin và sắp bị chuẩn làm nó mở là farming. Thì khi mà bắt đầu nó mở farming thì các bạn có thể là bán được cái con, có thể là đem cái con token này đi bán được rồi nhá. Thì tổng cung của nó chỉ 100 triệu thôi. Thì staking farming and liquid này, khi mà nó mở liquid thì nhiều người sẽ mua và giá nó sẽ tăng nhá.
thì tới khi đó thì các bạn là kiểm tra trên sàn PancakeSwap này các bạn bán thôi nhé. Và hiện tại thì con DRE trước đây nó cũng đẻ trẻ chúng ta thì khoảng là 6 đô này, 6, đô 5 này. Các bạn có thể lên đây các bạn trade. Thì để trade thì các bạn chỉ cần điền lại số lượng các bạn muốn trade thôi, các bạn muốn trade sang con nào. Ví dụ các bạn muốn trade sang BUSD thì các bạn chọn là BUSD. Còn các bạn muốn trade sang BNB thì các bạn chọn là BNB nhé. Rồi đó các bạn ấn nút up pro thôi, sau đó các bạn ấn nút swap. Chúng ta trả một đường phí nhỏ rồi swap thành công thôi. Thì tóm lại con NC1E không biết các bạn đã trả đầy đủ hết chưa? Con NC1E này hiện tại chỉ còn 7 đô thôi, lúc mà list á, lúc mà list thì khoảng là 50 mấy đô rồi các bạn, hiện tại thì còn có 7 đô thôi. Phải hold thôi. Cái giá này mà bán cái gì? Bạn nào muốn bán thì có thể bán nhé. Thì tóm lại chứ các bạn chỉ cần vào BSC scan, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn và các bạn kiểm tra trên ví của các bạn đang có những con token nào thì các bạn swap thôi. Các bạn vào nhóm vào đó. Nhá, các bạn copy contract của nó lại, sau đó các bạn quay trở lại với sàn PancakeSwap, các bạn dán cái contract của nó vào đây thôi thì nó sẽ hiện nhá. Còn ví dụ mà những con token nào mà nó không hiện giá, có nghĩa là cái con token đó nó chưa mà có thanh khoản và chưa list nhá. Thì mình sẽ lấy ví dụ cái con SDI mà trước đây chúng ta đã làm đây. Đây. Nếu mà các bạn add vào mà các bạn điền số lượng mà nó không nhảy giá ở đây, có nghĩa là cái con token này nó chưa có thanh khoản và chưa list nhá. Thì khi nào nó list thì nó sẽ nhảy giá thôi. Các bạn cứ kiểm tra trên đây. Và trường hợp lưu ý thì các bạn cần phải xem lại cái price impact dưới đây nhá. Price impact đây nhá. Dưới 1% thì dưới 2% thì các bạn có thể là trade được nhá. Các bạn có thể là swap được. Còn ở phần trăm này mà nó cao quá thì một là token scam, hai là các bạn sẽ swap được. Nếu mà swap được mà ở phần price impact này nó cao hơn 3-4% á thì các bạn sẽ swap ra thì các bạn sẽ lỗ nhá. Ví dụ ở đây nó hiện là 4-5% đi. Thì sau khi mà các bạn swap là 7,3,7 đô đi thì nó sẽ trừ cho bạn là khoảng là mấy phần trăm, nó tính theo dưới đây nhé. Nó sẽ lấy tính nó tính theo giá trị dưới đây, tính phần trăm dưới đây. Ok thì về việc trade trên sàn PancakeSwap thì nó cũng đơn giản như vậy thôi nhé. Còn về việc check contract thì các bạn có thể là xem lại những cái video mình có trong phần danh sách phát của mình đấy. Đây này, trong phần danh sách phát mình có nhiều video hướng dẫn là check contract này. Phân biệt mạng lưới token và cách check contract này này, các bạn có thể vào đây các bạn xem nhé, tất cả các mạng trên đây. Ok thì còn cái gì nữa không ta? Còn cái gì để hướng dẫn cho mọi người nữa không ta? À thì con DKT thì con DKT này thì hiện tại thì con DKT thì nó cũng vẫn chưa list trên sàn PancakeSwap nha các bạn. DKT nó chưa có thanh khoản trên sàn này. Đây này, price impact này này, 85% này, chúng ta không thể trade được này, có nghĩa là chưa có thanh khoản trên sàn PancakeSwap. Nhưng mà hiện tại thì con DKT này nó đã có mặt trên sàn Uniswap nhé. Thì sàn Uniswap cũng là sàn một giao dịch được hỗ trợ dành cho nó được hỗ trợ swap và mở thanh khoản trên mạng lưới Binance Smart Chain. Thì cái sàn Uniswap này nó cũng tương tự như sàn PancakeSwap và sàn PancakeSwap thôi. Thì những con nào mà trên PancakeSwap nó không hiện giá và price impact nó cao thì các bạn có thể là qua sàn Uniswap các bạn kiểm tra nhé. Ví dụ ở đây đây, con DKT đây. Đây. Thì bên con DKT này thì bên sàn Uniswap thì nó đã list trên sàn bên Uniswap rồi nhé. Đây. Thì với 3.000 hiện tại thì 3.701 thì mình 37100 tương đương là 5 đô các bạn. Các bạn bạn nào mà đã nhận rồi ấy thì có thể vào sàn info.uswap.com nhé. Thì những cái link sàn swap của mạng BSC mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Các bạn có thể kiểm tra, các bạn chỉ cần kiểm tra cái ví của các bạn đang có những con token nào rồi copy lại cái contract của những con token đó, các bạn đem lên ba cái sàn giao dịch này, các bạn dán contract vào, các bạn kiểm tra thôi nhé. Ở phần price impact này hiện màu xanh là chúng ta có thể trade được này nhé. Thì cái sàn thứ ba đó là sàn PancakeSwap. Thì sàn PancakeSwap là một cái sàn nó cũng được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain và cũng là một cái sàn giao dịch về MST. Thì có nghĩa là ba kia này nhé, ba kia và ca kia. Thì các bạn có thể đem lên đây các bạn swap thôi.
các bạn dán contract vào nhé. Nếu mà swap được thì các bạn kiểm tra lên đây, các bạn swap thôi, đơn giản. Thì ba cái link sàn chủ yếu này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Thì ba cái sàn giao dịch này là ba cái sàn được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain, dành cho swap những con token chạy trên mạng lưới BSC thôi nhé. Ok, thì như vậy là cái video mình về việc chỉnh slip thì trên về việc chỉnh slip thì trên sàn PancakeSwap thì các bạn chọn vào phần dấu ba gạch này này nhé. Còn trên sàn Uniswap thì các bạn chọn vào phần hình bánh răng ở phía góc trên bên tay phải của các bạn nhé. Nó sẽ có phần một slip bay ở đây nhé. Các bạn có thể chỉnh bao nhiêu thì ý bạn. Tốt nhất thì các bạn chỉnh là 0,5% để bớt phí nhé. Và nó sẽ các bạn sẽ sau khi các bạn swap thì các bạn tiền của bạn nhận được nó sẽ nhiều hơn khi mà các bạn để slip nó cao nhé. Thì còn trên sàn PancakeSwap nó cũng tương tự thôi. Muốn chỉnh slip thì các bạn nhấn vào hình bánh răng này này nhé. Các bạn chỉnh slip ở đây thôi, slip bay này. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là sử dụng sàn PancakeSwap và sàn Uniswap và sàn PancakeSwap. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.